Chào mừng quý vị đã đến với kênh Nguyễn Chí Đạp. Hôm nay cửa hàng mình vừa về máy mài mũi khoan, mài dao kéo, mài nó có hai loại nha anh em. Một cái dòng này là chuyên mài mũi khoan không nè. Cái dòng này thì mới về ha, lúc trước thì không có về, này mới về. Còn đây là cái dòng máy mài dao kéo mũi khoan tích hợp chung, nó có thể mài được mũi đục. Cái dòng này thì mình đã có giới thiệu cho anh em rồi và bán cũng hết hàng, cái này cũng mới vừa về lại và giá có thay đổi nha anh em. Bây giờ giá cả hai dòng này nó đều là 1.330.000 hết. 1.330.000 hết, nhưng mà cái dòng này thì dòng mới nè. Cái dòng mà máy mài mũi khoan, cái này chỉ chuyên mũi khoan thôi nha, nó không có mài dao kéo. Đây nè, nó chỉ chuyên cái mũi khoan không thôi. Còn cái máy này thì có thể được mài dao, mài kéo, mài mũi đục, mài mũi khoan ha, các kiểu. Đó, thì ở cái dòng này thì mình đã giới thiệu anh em rồi. Giá mới anh em nha, giá mới là 1.330.000. Nhưng mà nó có cái như thế này, nó đang về cận Tết quá anh em. Cận Tết quá nên bây giờ mình không có ship tỉnh được, mà số lượng về cũng ít lắm. Cái dòng này thì mình về mới chỉ có 5 cái thôi. Còn không qua qua năm hàng hãng có về tiếp thì nhập tiếp, chứ mình nhập nhiều hãng hết hàng rồi. Ha, chỉ có 5 cái thôi, cái máy mài khoan năm chỉ có 5 cái thôi nha. Thì ngay thời điểm này anh em nào đang có nhu cầu thì cứ ghé cửa hàng 876 Lạc Long Quân, phường 8 Tân Bình, Phố Hồ Chí Minh để mua hàng. Giá tại cửa hàng nha anh em. Còn qua năm thì anh em có nhu cầu liên hệ lại hãng về tiếp thì mình ship hàng thôi. Bây giờ mình cũng không có giữ ha, tại có mấy cái thôi à. Ok ha, đó giá đồng giá hết là 1.330.000 là máy mài mũi khoan và kể cả cái máy mài dao kéo mũi khoan tích hợp trong chung đây ha. Anh em lưu ý đây là hàng mới 100%, hàng chính hãng, bảo hành 1 năm. Ở bên Úc á, thì nó sẽ bảo hành là 3 năm, nhưng mà hiện tại bây giờ chính sách ở Việt Nam mình nó thì đang là 1 năm, chưa có 3 năm nha anh em. Đó, giá cái này nó cũng rất là mềm luôn rồi đó, nó cũng tiệm cận với những cái hàng nội địa anh em á. Những hàng nội địa nó cũng không được mới gì đâu, mà cũng không được bảo hành đâu, cũng giá cũng gần gần rồi. Còn bây giờ cái hàng này là hàng mới 100% luôn, hàng chính hãng tại Việt Nam nha, bảo hành chúng ta 1 năm rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tháo cái này cho anh em xem nha, anh em xem trong những cái gì. Còn cái máy này thì mình sẽ chèn cái video mình làm lúc trước á vào cái sau ha. Cái này hôm mình giới thiệu rồi rồi mình không giới thiệu lại. Giờ mình sẽ tháo cái này ra cho anh em xem bên trong nó gồm những cái gì ha, anh em chờ chút. Rồi tiếp anh em á, thì đây là lần đầu tiên mình tháo luôn ra luôn á. Cái dòng này á, là cái dòng máy mài mũi khoan có công suất là 95W, nó sẽ mài được cái mũi từ 3 ly cho đến 12 anh em á, từ mũi khoan từ 3 ly cho đến 12 mm đó, 12 mm. Rồi thông số chỉ vậy thôi ha. Trong đây thì nó sẽ có một cái sách nè, một cái catalog nha, bảo hành đầy đủ ha, bảo hành 1 năm thôi nha, và kèm một cái máy như vậy thôi nha anh em. Hết rồi đó, không có cái gì hết á, cái gì có như đây thôi nè đó, ghê ha, rất là nhỏ gọn luôn. Cái dòng này lúc trước có mấy anh em hỏi nè, nhưng mà anh em mình mới nhắn cho bên hãng á, nên về dòng này đi, tại nhiều anh em hỏi đó. Thì cái này đã về rồi, hàng chính hãng của Osito, dùng điện 220, 24, 50, 60 Hz, 95W, tốc độ quay 1.350 vòng một phút nha anh em. Hàng sản xuất tại Trung Quốc, hàng này nhập khẩu từ Úc về nha, chứ không phải từ Trung Quốc về, nghĩa là nó nhập khẩu hàng nội địa Úc anh em, nghĩa là nó sản xuất từ Trung Quốc, nó sẽ nhập khẩu qua Úc, Úc mới quay về Việt Nam nha. Con ốp nằm ở đây chỉ có vậy thôi. Và dắt thì ở đây cái dòng này thì nó sẽ dắt chéo, nhưng mà ở đây nó bỏ một cái chấu đây rồi nha, cái chấu này nè, mà nó vẫn là dắt chéo ha, nó xéo như thế này đây, hai chấu. Cái dòng này nó đi Úc nên anh em thấy những cái dịch vụ khách hàng đó anh em ha, đây nè, về cái số hotline của dịch vụ khách hàng là ở bên Úc hoặc New Zealand đây nè. Nó sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà nó là của thị trường nội địa anh em ha, nội địa Úc, nên khi mà đem về Việt Nam mình cũng đem từ Úc về. Cây ha, nhìn rất là đẹp, nhỏ gọn luôn. Công dụng thì đơn giản, anh em muốn mài mũi gì thì anh em nhét cái đầu vô đây thôi ha. Đây 3 ly nè, 3 rưỡi, 4 ly, 4 rưỡi, 5 ly, 5 rưỡi. Mình sẽ đếm cho anh em nha, 3 ly, 3 rưỡi, 4, 4 rưỡi, 5, 5 rưỡi, 6, 6 rưỡi, 7, 7 rưỡi, 8, 8 rưỡi, 9, 9 rưỡi, 10, 10 rưỡi, 11, 11 rưỡi, 12. Ở đây nó sẽ không có 3 ly 2, 4 ly 2 hoặc là 5 ly 2 nha anh em, lưu ý giùm. Nó chỉ có rưỡi thôi. Đó, chỉ có rưỡi thôi chứ không không có 3 ly 2, 4 ly 2 gì hết á nha. Ok, đó chỉ có vậy thôi, thì chúng ta bỏ vô chúng ta mài ha. Quá đẹp. Anh em chờ chiếu, mình sẽ lấy câu điện mình sẽ cắm vào cho anh em xem nhé, chờ chút. Rồi, ok tiếp anh em ha. Thì cái dòng này hoạt động cũng đơn giản lắm anh em ơi. Khi mình cắm điện vô thì mình bật nguồn lên thôi.
thì mình coi cái mũi khoan nào á ha, mũi khoan nào, dù mũi khoan 6,5 mình đưa vào 6,5 nè ha, mình xây xuống ngay cái ngàm thì nó sẽ mài chúng ta thôi nha, đó nó sẽ mài thôi. Ok ha, thì bây giờ mình sẽ tháo ra bên trong cho anh em xem cái đá này nè, nó xài như thế nào nha. Đây thì thực ra cái đá này thì nó quay như thế này thôi em, nó thiết kế một cái vác, một cái cạnh đá nó đã vác như thế này rồi ha, đó nó bắt sẵn như thế này rồi, thì chúng ta chỉ việc đưa vô là chúng ta mài thôi. Ví dụ ở đây á, thì cái này là 6,5 nè, chúng ta sẽ đưa vào 6,5 đây nha, 6,5 thì anh em thấy nè, cái miếng này nó tựa ra nè, nó ngay cái mép mũi khoan của chúng ta luôn. À, cứ đưa gì thì chúng ta mài thôi. À, nó đơn giản lắm, không có chỉnh gì hết á nha. À, đá mòn thì thay đá thôi anh em. Ở đây nó sẽ có cái lò xo nén lên nè, lò xo nó đưa cái đá mình lên nè, anh em thấy không? Đó, lò xo nó nhịp nhịp đây nè. À, lò xo, đây là xo ha. Đó là xo nó nhịp đá mình lên như này đây. Nhá. Còn mũi khoan 6,5 mình đưa như thế là mình xoay cái là cái cạnh ở đây nó sẽ tựa trong đây. Mình mài cái mũi. Đó. Anh thấy không? Đây nè, mình mài cái cạnh này. Xong rồi mình sẽ xoay lại ha. Mình đưa cái cạnh qua đây mình mài đảo cạnh lại. Mài cạnh này. Nhá, nó mài hai cạnh mình xoay qua đảo, xoay lại thôi. Đó, mỗi lần nó mài thì nó chỉ mài được một cạnh. À, những cái dòng này anh em đã xài chắc nhiều anh em biết rồi ha, nói giới thiệu gì là anh em biết rồi, đưa chọt mũi khoan 6,5 mình đưa vô mình mài thôi đó. Ok ha, đó. Đưa xoay về cứng là nhà mài nè đó. Ok ha, 6,5 thì mình chọt vô rồi xoay cái là ngay chốt là mài thôi nha. Còn nhiệm vụ ở trong đây thì nó sẽ có cái lò xo, nó đẩy cái gì này nè, lò xo đẩy cái cục đá mình nó lên ha đó. Nó đơn giản lắm anh em ơi, chả gì phức tạp. Với số tiền là 1.330.000 thì mình nghĩ nó cũng hợp lý để chúng ta đầu tư ha. Những anh em nào mà thợ chúng ta xài nhiều quá, chúng ta nên đầu tư cái này để tiết kiệm cái mũi khoan cái gì đó. Nhiều lúc mũi khoan ta mà chúng ta xài xong nó bị mòn, chúng ta bỏ thì nó cũng phí nha. Thì thông thường dùng mũi khoan này nhiều anh em thợ mà tiết kiệm ở chỗ nó, anh em thợ tiết kiệm mài lên tới trên đây luôn anh em nha, mài lên tới trên đây luôn á nha, chứ không phải mài cái này không đâu, mài mòn mòn nào hết rồi thôi. Ví dụ chúng ta cần khoan mà đóng tắc kê về đó ha, chúng ta chỉ mài lên tới đây luôn á nha. Anh em chờ một chút. Rồi tiếp anh em á. Thì khi mà sử dụng cái này á, anh em sẽ phải xoay cái này nè. Cái này nó có cái chiều up down ha, lên hoặc xuống á, cái này mình lên xuống như đá đó anh em. Nha, chứ không phải cái mũi khoan nha. Mình xoay thì nó sẽ lên xuống cái đá để nó mài cái này nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử cho anh em xem. Thử cho anh em xem nhé, anh em chờ một chút. Thì bây giờ cái mũi khoan đây nè, em thấy cái cạnh này nó còn nó mòn nè ha, cái này nó mòn nè, thấy không? Đó cái cạnh này nè, đó ok ha, giờ mình sẽ mài cho anh em xem nha. Mình chỉnh xong cái đá nó quay lên biết liền anh em. À ngon rồi nè nè, đây là rất là sáng luôn nè, anh thấy không? Nghĩa là mình chỉnh xong rồi cái đá nó chạy lên chạy xuống anh em ha, nó mài nó rất là bén rồi. Cho đó bên đây, còn bên đây thì nó chưa nè, à, mình sẽ mài tiếp bên đây. À, bên đây có cái cạnh nó đã chuẩn hết rồi, xài tiếp ha. Wow, đẹp quá anh em ơi. Xong rồi đó. Đây. Nha. Sáng ngời luôn nè. Đây. Ok ha. Đó. Nó đơn giản vậy thôi. Khi là khi mà chúng ta đưa mở lên như thế này. Ha, chúng ta xoay cái này nữa, muốn khoan đưa vô nó xoay nè. Đó, mài hết xong tôi xoay lại, quay qua một cạnh bên đây, hai cạnh. Đó. Nghĩa là nó sẽ hai cạnh.
khi mà tao chỉnh cái đá này nó chạy lên rồi đó ha, thì chúng ta sẽ xoay là hai hai cạnh đó, chúng ta đưa vô chúng ta xoay qua đây nha, là nó mài một cạnh là chúng ta xả ra, quay ngược lại bên đây cạnh thứ hai là nó ra như vậy thôi, nó đơn giản anh em ha. Đối dòng này thì mình nghĩ nhiều anh em lại thích ha, chuyên mũi khoan hơn thôi. Còn những anh em nào mài dao kéo thì mình có thể mình mua cái dòng mà hồi nãy mình giới thiệu ha, nó có dao kéo nữa đó. Thì cái núm này núm chỉnh nè anh em, để cái trên đây thì nó có chữ down và chữ up nè ha. À, anh em xoay ha, à, xoay lên nghe tiếng đá nó mài vô mũi khoan là biết nó nằm ở khoảng hành trình ngắn thôi, à, nó như thế này thôi nha, khoảng hành trình ngắn thôi, nó không có nhiều. À, thông thường ta chỉnh một cái này chỉnh lần thôi nha, mũi khoan ta chỉnh lần thôi, như đưa chúng ta mài thôi anh em ha, xoay qua xoay lại ha, đó, xoay qua xoay lại chỉ đơn giản thôi nha, anh em đừng xoay cứng quá nha. À, vừa thôi ok ha. À, còn chúng ta không xoay này là mũi khoan chúng ta chưa có tới, đá nó không có tới thì nó không mài được nha, anh em phải xoay. Rồi ok nhé, anh em đã nhu cầu mua thì liên hệ số thoại bên dưới để mua hàng. Hiện tại bên cửa hàng mình chỉ có 5 con thôi trước Tết, còn sau Tết thì hãng nếu về kịp đó thì mình không biết tháng mấy về tiếp, rồi mình sẽ báo tiếp cho anh em thôi nha. Hàng là chính hãng của Oshito bảo hành chúng ta 1 năm, giá hiện tại cửa hàng mình đang bán là 1.330.000, 1.330.000 anh em á. Anh em có nhu cầu thì liên hệ số thoại bên dưới để mua hàng, giá tại cửa hàng chưa bao gồm ship. Hiện tại bây giờ trước Tết thì chắc ghé cái hàng lấy thôi nha anh em, chứ không có ship đi được tại vì nó đã ngưng đơn hàng ở tỉnh rồi, thành phố Hồ Chí Minh thì mình ghé cái hàng mình lấy thôi đó. Rồi cảm ơn em nhé. Anh em đón xem cái video phía sau cái video này á, là mình sẽ chèn một cái video mà giới thiệu cái máy kia, mình chỉ giới thiệu thôi, cái máy kia mình chưa có mài thử. Rồi cảm ơn em nha, xin chào, hẹn gặp lại.